Nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chon Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer, chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt các vị sư sãi, chức sắc, chức việc Phật giáo Nam Tông Khmer, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer và cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer ở các cơ quan ban ngành tỉnh. Đến dự có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thành Thế trân trọng gửi đến toàn thể đồng bào Khmer trong tỉnh lời chúc mừng năm mới vui tươi, an toàn, đoàn kết, tiết kiệm và hạnh phúc. Ông cũng thông tin những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh trong năm 2022, đồng thời biểu dương những đóng góp quý báu của đồng bào dân tộc Khmer vào thành tích chung của tỉnh nhà, để góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, tổ quốc và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023, quyết tâm đưa quê hương Vĩnh Long ngày càng phát triển đi lên, ông nhấn mạnh. Tôi mong rằng với các vị sư sãi, chức sắc, chức việc, các đồng chí, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người Khmer đang công tác và nghỉ hưu cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer, tỉnh nhà, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, ấm no bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công tác, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết, hòa hợp, chung sức, chung lòng để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, chống lại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề về tôn giáo, vấn đề về dân tộc để nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc vốn tốt đẹp của đã có từ bao đời nay. Ông cũng lưu ý các cấp các ngành cần quan tâm phát huy hơn nữa vai trò của các vị sư sãi, a cha, người có uy tín trong xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc Khmer, phải xây dựng ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer thành trung tâm văn hóa của cộng đồng người Khmer ở tại địa phương, tích cực vận động đồng bào Khmer giữ gìn và phát huy nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc để góp phần làm cho bức tranh văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng và độc đáo hơn. Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 22.600 người dân tộc Khmer, chiếm 2,21% dân số toàn tỉnh. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 1, 2021-2025. Năm qua, tỉnh đã triển khai tốt đồng bộ các chính sách giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho người dân. Cùng với đó là triển khai đầu tư 8 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống, học hành trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần làm cho diện mạo vùng đồng bào dân tộc Khmer ngày càng khởi sắc. Chiều nay, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt cán bộ lực lượng vũ trang tỉnh là người Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chon Nam Thơ Mây 2023. Tại buổi họp mặt, đại diện Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chon Nam Thơ Mây đến cán bộ chiến sĩ và gia đình người dân tộc Khmer công tác trong lực lượng vũ trang tỉnh. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương những nỗ lực cố gắng và đóng góp tích cực của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời bày tỏ tin tưởng cán bộ chiến sĩ người dân tộc Khmer tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh, trung thành, đoàn kết, bám trụ, anh dũng, chiến thắng, không ngừng phấn đấu giành nhiều thành tích hơn nữa, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng quà Tết cho các đồng chí dự buổi họp mặt. Trước đó, vào sáng nay, đoàn công tác Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đến thăm chúc Tết tại các chùa Khmer trên địa bàn huyện Trà Ôn nhân dịp Tết Chon Chon Nam Thơ Mây. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà và gửi lời chúc mừng đến các chức sắc, chức việc, đồng bào Phật tử người dân tộc Khmer vui đón Chon Chon Nam Thơ Mây 2023 vui vẻ, đầm ấm, đoàn kết và tiết kiệm. Đồng thời mong muốn các vị sư sãi tiếp tục vận động đồng bào Khmer chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng quê hương. Thông qua hoạt động này nhằm tăng cường sự hiểu biết, xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long với các chức sắc, chức việc, các vị sư sãi, đồng bào người dân tộc Khmer,
qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.